Đó là từ Kaizen. Kaizen là cải tiến không ngừng. Đây cũng chính là cái chìa khóa mà mình giúp cho đội ngũ telesale của mình á, các bạn, nó nâng cấp cái năng lực nó kinh khủng luôn. Mọi người hình dung tại sao nó lại là nâng cấp cái năng lực của nó một cách kinh khủng? Bởi vì á, nếu như chúng ta cứ gọi 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 cắm đầu cắm cổ gọi mà không có cái sự ngồi lại đánh giá, điều chỉnh xem là mình đã làm tốt điều gì, xem mình đã làm sai điều gì, xem mình cần phải thay đổi cái điều gì, thì có thể mình gọi hàng trăm cuộc nhưng mình không có tiến bộ lên một chút nào hết. Cái điểm đấy rất là quan trọng. Nhưng nếu như mỗi một cuộc gọi thất bại, chúng ta dành một chút thời gian thôi để chúng ta đánh giá xem là à, tại sao cái ca này mình bị fail nhỉ? Tại sao cái ca này khách hàng lại từ chối mình nhỉ? Cái cách mình nói có ổn không? Kịch bản mình dùng đã ổn chưa? Cái sự chuẩn bị của mình trước cuộc gọi đã ổn chưa? Có điều gì cần thay đổi không? Thì cái việc Kaizen đó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ qua từng cuộc gọi một. Mọi người chú ý nhé, sẽ giúp mình tiến bộ qua từng cuộc gọi một. Rồi, một cuộc gọi thành công, chúng ta lại tiếp tục. Cái cuộc gọi thành công này là do chúng ta làm rất là tốt, hay là chúng ta may mắn, hay chúng ta sử dụng cái yếu tố gì? Vậy thì mọi người sẽ hình dung này, nếu như mỗi một ngày chúng ta đều ngồi mình nhìn lại, làm tốt nhất là mỗi một phiên gọi đều chúng ta đều đánh giá 5 phút thôi. Hoặc là nếu không, ít nhất là mỗi một ngày mọi người đưa vào cái triết lý là chúng ta cần phải cải tiến mỗi một ngày. Mỗi một ngày đều nhìn xem là trong ngày hôm nay có những bài học gì rút ra hay không. Và từ đó chúng ta nâng cấp và cải thiện cái năng lực của mình, để từ đó mỗi một ngày mình đều giỏi lên. Đây cũng là lý do tại sao nếu như chúng ta được huấn luyện một cách đầy đủ và liên tục á, chỉ cần sau một tháng thôi, mọi người cứ hình dung sau một tháng thôi, liên tục ngày nào cũng gọi khoảng tầm 50 cuộc gọi và ngày nào cũng rút ra bài học kinh nghiệm, thì chỉ cần sau một tháng cái trình độ của các bạn đã thay đổi rất là nhiều rồi. Đó, như vậy ở đây á, là ba cái gạch đầu dòng chính mình chia sẻ đầu tiên với mọi người. À, chưa có một chút gì liên quan gọi là telesale đâu nha. Những thứ này nó liên quan về mặt philosophy, tức là triết lý, liên quan về mặt bán hàng, về mặt tư duy. Bởi vì ở góc độ của mình ấy, thì cái tư duy á, gọi là tư duy đúng ấy, nó quan trọng hơn rất nhiều những cái phần kỹ thuật, những phần về kỹ năng. Bởi vì chúng ta gọi là lựa chọn đúng hơn nỗ lực ấy các bạn. Khi mình lựa chọn đúng con đường để đi thì tốc độ nó đi sẽ nhanh hơn cái người cắm đầu cắm cổ đi nhưng mà mắt bị bịt lại. Còn khi mình mở mắt mình đi mà mình bắt đầu điều chỉnh liên tục thì nó là cái thứ để giúp chúng ta nhanh thành công hơn. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi mọi người có thể comment thật nhanh cái điều gì mọi người thú vị trong cái phần đầu tiên, một chút về tư duy thôi ạ.